Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng ăn gì đây vào bếp để mình làm một món cà ri ghẹ nha các bạn. Thật là ngon luôn và đơn giản nữa. Món này thì mình sẽ ăn kèm với bún hoặc là bánh mì đều rất là hợp nè. Rồi để làm được món cà ri ghẹ thật là thơm, ngon, chắc thịt và mình nấu cái ghẹ của mình nó vẫn giữ nguyên thịt, nó không có bị nát á. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 1,3 kg ghẹ sau khi mình đã sơ chế, mình làm sạch xong hết rồi. Đây mình chà sạch thôi, ghẹ rất là tươi nha các bạn, lúc mình mua rất là tươi luôn, thịt nhiều coi nè. Đó, mình cắt đôi như thế này, nếu mà ghẹ lớn nữa thì các bạn sẽ cắt ra làm tư nha. Ở đây ghẹ vừa thôi, mình cắt làm đôi thế này là vừa rồi. Bây giờ mình làm đến đâu mình chia sẻ đến đó luôn nha các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ áo một lớp bột bắp hoặc là bột chiên giòn. Rồi, hôm nay mình sẽ nấu bằng bếp củi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho ghẹ vào. Ghẹ chuyển sang đỏ là được hết rồi. Rồi ghẹ chuyển sang đỏ rồi mình sẽ vớt ra. Rất là thơm. Rồi mình chút hết dầu ra, bây giờ mình sẽ cho vào đây dầu màu điều. Mình cho đây 3 muỗng canh dầu màu điều. Rồi mình chuẩn bị ở đây là 400g khoai lang. Rồi lượng khoai thì các bạn có thể là tùy ý mình tăng lên nếu mình thích ăn nhiều hơn nha. Mình sẽ xào cho khoai nó hơi vàng xém một chút xíu, mình sẽ vớt ra. Rồi các bạn, khoai đã vàng xém rồi, giờ mình sẽ chút ra. Rồi mình tiếp tục cho lại vào chảo thêm 2 muỗng canh dầu điều. Rồi mình sẽ cho gừng sắc sợi vào đây, khoảng 1 muỗng canh vuông. Và 1 muỗng canh vuông tỏi băm. Rồi mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê, muỗng nhỏ vuông thế này, bột cà ri. Tất cả hỗn hợp này đã thơm, bây giờ mình sẽ cho ghẹ vào. Thank you.
Rồi ghẹ đã thấm đều, hỗn hợp dầu màu đều, bột cà ri, gừng tỏi rất là thơm. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc xuống nha. Rồi mình chuẩn bị một cái nồi thế này, thì mình sẽ cho ở đây 1,5 lít nước dừa dảo, tức là nước cốt mình vắt ở lần thứ 2, lần thứ 3. Rồi mình sẽ cho hết ghẹ mình đã xào trước đó. Rồi nhận thấy là ghẹ của mình hơi nhiều cho nên là mình sẽ cho thêm nha, cho thêm nước cốt dảo dừa nha các bạn. Mình cho làm sao mà vừa ngập xanh xách ghẹ là được. Rồi như vậy là tổng cộng mình cho vào đây là nước dừa dảo là 2 lít. Rồi mình sẽ tăng mức lửa lên. Mình sẽ cho vài gốc sả đập dập cho vào đây. Rồi bây giờ mình nêm nếm vào đây luôn. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường hơi vung, 1/3 muỗng canh muối. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm ngon. Về gia vị nêm nếm thì các bạn nêm nếm lại sao cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn là được nha. Bây giờ mình chờ cho ghẹ của mình nó sôi bùng lên. Ghẹ này cũng nhanh chín lắm nha các bạn. Rồi ghẹ vừa sôi bùng lên như thế này, bây giờ mình sẽ cho sữa đặc vào đây. Mình cho đây nửa chén sữa đặc. Rồi các bạn, mình đã nêm nếm đây rất là vừa ăn rồi. Mình hạ lửa thế này. Bây giờ mình sẽ cho khoai vào đây. Rồi mình cho nước cốt nhất vào đây luôn. Mình cho thêm vào đây là 500ml nước cốt nhất. Wow, quá béo quá thơm. Rồi chờ cho khoai chín mềm là mình sẽ tắt bếp ha. Nấu nhanh lắm các bạn. Rồi khoai đó vừa chín mềm, ghẹ cũng đã chín rồi các bạn. Đây, món ghẹ của mình. Cà ri ghẹ nha các bạn. Hoàn toàn là không có bị rã nè. Ghẹ vẫn giữ được nguyên nè, chắc thịt. Rất là ngon luôn, thấm gia vị nha. Rồi, như mình đã nói thì các bạn nêm nếm lại sao cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nha. Mặn ngọt thế nào thế thì các bạn điều chỉnh ha. Thường thì món này thì đối với gia đình mình thì sẽ có cái hậu ngọt, thêm hậu ngọt. Rồi bây giờ mình khoai đã chín rồi, mình để mức lửa liu riu á. Mình để mức lửa liu riu rồi mình sẽ cho hành tây. Mình cho hành tây vào. Rồi mình cho hành tây rồi mình cho ớt vào luôn. Cho hành tây vào khoảng 2 phút thì mình sẽ tắt bếp nha. Như vậy là món cà ri của mình cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Rồi các bạn ơi, như vậy là rất nhanh mình đã hoàn thành xong món cà ri ghẹ đó các bạn. Thật ngon và đẹp mắt thế này nha. Mình sẽ ăn với bún hoặc là bánh mì nha các bạn. Đó, khi nào ăn thì các bạn có thể là rắc thêm hành lá nếu thích nha. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ có thêm món cà ri ghẹ tại nhà thật là thơm ngon, dành cho những người thân yêu trong gia đình của mình thưởng thức. Nếu như các bạn cảm thấy hài lòng về món ăn ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Chia sẻ thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết cách làm món cà ri ghẹ tại nhà nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.